Chúng con cảm ơn Chúa cho là ngày trong buổi sáng ngày hôm nay, trong phục truyền luật lệ ký phần 2, từ câu 30 đến câu 33. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chánh Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ai-cập và trong đồng vắng là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chỗ này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Do vậy các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đang chỉ con đường các ngươi phải đi. Với những lời này, Môi-se đã làm hết sức để khuyến khích dân sự. Ông kêu gọi họ đặc biệt nhớ đến sự thành tín trong quá khứ của Đức Chúa Trời và xem xét rằng Ngài có thể ban cho họ chiến thắng ở trên đất Canaan. Satan thích làm cho chúng ta quên đi những gì chúng ta nên nhớ, những chiến thắng trong quá khứ và những phép lạ của Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Nó cũng thích làm cho chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta cần phải quên. Đó là quá khứ tội lỗi, sự đau đớn, tổn thương, cay đắng, không tha thứ của chúng ta và trong cuộc sống của bản thân của mình. Những cái tự than thân trách phận, những cái tủi nhục. Do vậy các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Về bản chất không phải là tội lỗi đang ngăn cản Israel khỏi đất hứa, thay vào đó, đó là sự không tin. Sự vô tín đó là tội lỗi. Tội lỗi của Israel có thể được che đậy qua sự hy sinh chuộc tội. Nhưng sự thiếu tin tưởng và nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho họ đã khiến họ không thể tin cậy Đức Chúa Trời được. Họ muốn tin cũng không được. Chúng ta thường nghĩ rằng đó thực sự là một tội lỗi, có một tội lỗi nào đó đã ngăn trở chúng ta tiếp tục với Chúa. Đúng là Chúa muốn giải quyết tội lỗi và để chúng ta thoát khỏi nó. Nhưng cái phương cách xảy ra là bằng cách đào sâu mối quan hệ của tình yêu thương và sự tin cậy vào nơi Chúa, tin cậy vào vâng lời. Sự vô tín và sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng là một kẻ thù thực sự. Môi-se nhớ lại hậu quả của cuộc nổi loạn của Israel tại Kadesh Barnea. Câu 34-40. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng chẳng một ai của dòng dõi Gia-nác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi đâu, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê, người sẽ thấy xứ đó, và các ngươi sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va một cách trung tín trọn vẹn. Lại Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu, Giô-suê con trai Nun là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó, hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi mà các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay điều ác, sẽ vào xứ đó, ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Nhưng các ngươi hãy trở về đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Chúa nổi giận và thề để đáp lại sự vô tín và sự thiếu tin cậy của Israel vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời đã thề trong Thi Thiên 95 câu 11 thì cũng nói rằng thế hệ trưởng thành từ Ai Cập sẽ không thừa hưởng đất hứa mà sẽ chết. Thay vào đó là sẽ bị bỏ mạng ở nơi một vùng đồng vắng hoang vu. Ngoài trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, thì các trường hợp ngoại lệ duy nhất là Ca-lép và Giô-su-a. Đây là hai người trung thành trong số 12 người do thám trở về với báo cáo từ đất hứa. Ngay chính cả Môi-se cũng sẽ không vào đất hứa, mặc dù điều này không được nói cụ thể trong Dân Số Ký 14. Sau đó trong Dân Số Ký chương 20 mới nói, nhưng có thể suy ra sau đó là bởi vì Môi-se không nằm trong số những trường hợp ngoại lệ được nêu tên, chỉ có Giô-suê và Ca-lép mà thôi. Giô-suê vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Người vĩ đại như Môi-se, và thực sự ông là một trong những người vĩ đại của Kinh Thánh, ông không thể và sẽ không dẫn dân Israel vào đất hứa. Điều đó được giao cho một người đến sau Môi-se, đó là Giô-suê. Môi-se là người bạn ban luật tuyệt vời và thể hiện mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua luật pháp. Điều này có thể mang lại cho một người một loại mối quan hệ của đồng vắng với Đức Chúa Trời, nhưng không bao giờ có thể đưa họ vào mối quan hệ của đất hứa với Đức Chúa Trời. Chỉ có Giô-suê mới có thể làm điều đó, và tên Giô-suê trong tiếng Do Thái hoàn toàn tương ứng với tên Chúa Giê-xu, Joshua. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đưa chúng ta vào mối quan hệ của đất hứa với Đức Chúa Trời. Câu 39 thì nói rằng, những con trẻ của các ngươi mà các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay điều ác, sẽ vào xứ đó, ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Cái cớ lý do lớn nhất mà dân Israel bảo chữa cho sự vô tín của họ tại Kadesh Barnea là nếu chúng ta đi và chiếm đất ấy, thì con cái chúng ta sẽ bị diệt mất. Dân Số Ký chương 14 câu 3. Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đang bị gươm mà ngã, vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi, về phần chúng tôi há chẳng trở về xứ Ai-cập hơn sao? Đức Chúa Trời đã trả lời bào chữa không tin của họ bằng cách nói, các ngươi sẽ bị giết và con cái các ngươi sẽ chiếm hữu đất đai. Trên thực tế, cái gì cũng có lý do, lý trấu để bào chữa. Một khi mà trái tim đang muốn thỏa hiệp với một điều gì đó, thì kiểu gì cũng tìm được. Giống như trong vườn Eden, Adam và Eva, tổ phụ của loài người, đã từng tìm lời bào chữa đầu tiên. Đức Chúa Trời nhìn thấu những lời bào chữa của chúng ta dễ dàng, nhanh chóng và hoàn toàn đến mức nào. Chúng ta thường cảm thấy tự tin vào những lời bào chữa của mình bởi vì người khác không thể thực sự thách thức họ, nhưng Đức Chúa Trời thì nhìn thấu đáo, thấu rõ mọi điều. Trong tâm của Ca-lép, đó là quyền năng và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời toàn năng.
Câu hỏi là bạn có thể đứng về phía Chúa như Caleb hay không? Khi bạn thuộc về nhóm thiểu số hoặc khi mọi người nghĩ bạn là điên rồ, bạn có thể đứng về phía Đấng Christ hay không? Đức tin chân chính và sự tin cậy nơi Chúa sẽ dẫn đến sự vâng lời nhanh chóng. Paul Chapman nói rằng Đức Chúa Trời có bất cứ điều gì chúng ta cần. Khi Đức Chúa Trời dẫn con cái Israel thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, Ngài không chỉ ban cho sự tự do, Ngài dẫn họ đi qua vùng đồng vắng, cung cấp cho họ mọi thứ họ cần trên đường đi. Biểu tượng hữu hình về sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài, chú mấy chú lừa đấy, là một lời nhắc nhở liên tục cho họ rằng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Vào ban ngày khi mặt trời nóng bực của đồng vắng sa mạc, nó được nhìn thấy như một đám mây mang lại bóng mát và bảo vệ. Còn vào ban đêm khi những cơn gió lạnh thổi qua vùng đồng vắng lạnh giá, nó xuất hiện như một ngọn lửa đem đến sự ấm áp, sưởi ấm. Và ngày qua ngày, khi đến lúc phải di chuyển, đám mây đã dẫn họ đến điểm tiếp theo. Chúa không thay đổi, Ngài vẫn có sẵn nguồn lực vô hạn để đáp ứng mọi nhu cầu mà chúng ta có. Tuy nhiên, những cơ đốc nhân thường sống mà không tiếp cận những gì Đức Chúa Trời đã hứa cung cấp. Chúng ta cố gắng tự mình đi theo con đường của mình, không nhận ra rằng chúng ta không thể dàn xếp cuộc sống một mình và không đòi hỏi sự cung cấp đã hứa của Đức Chúa Trời. Gia-cơ chương 4 câu 2. Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Thật là một bi kịch cho một đứa con của Chúa, một người con cái Chúa khi phải sống như một đứa trẻ mồ côi. Nguyên tắc của sự trưởng thành đó là đừng sống mà không có sự cung cấp cho những nhu cầu mà Chúa ban cho bạn. Và Chúa Ngài sẽ ban cho bạn, đơn giản là bạn hãy cầu xin, như trong bài cầu nguyện chung, xin ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Đức Chúa Trời không thể cưu mang những ai từ chối tiến bước với Ngài. Chúng ta không thể cảm nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta đã cố gắng làm điều không thể. Vì chính lúc đó Ngài biểu lộ sự vĩ đại của Ngài, tất nhiên là có điều kiện ở trong ý muốn Ngài chứ không phải tùy tiện. Hãy lưu ý sự tập trung của Môi-se vào sự đầy đủ của Chúa ở trong Phục Truyền chương 1 mà chúng ta học ở đây. Chúa là Đức Chúa Trời của bạn, đấng đi trước bạn, chính Ngài sẽ chiến đấu thay cho bạn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Simpson thì áp dụng điều này và ông nói rằng đây là nền tảng cho sự tự tin của chúng ta đối với sự chiến thắng thuộc linh của chúng ta. Đây là câu trả lời cho mọi khó khăn và mọi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta không đủ cho bất kỳ điều gì cả, nhưng Chúa Giê-xu là đủ cho mọi sự và chúng ta có thể làm mọi việc nhờ đấng làm cho chúng ta được mạnh sức. Philip chương 4 câu 13. Khi linh hồn nhìn thấy Đấng Christ hằng sống và các nguồn lực vô hạn của Ngài, linh hồn đó có lời cam kết về sự chiến thắng, khải hoàn. Họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời vì mắt họ đầy những kẻ thù và sự nhỏ nhen của họ. Câu 32. Do vậy các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đây là gốc rễ của mọi sự bất tuân và tội lỗi. Sự sụp đổ của con người lúc đầu xuất phát từ việc nghi ngờ Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi bắt đầu bằng sự phục hồi đức tin đã mất của chúng ta, vì sự bội đạo luôn bắt nguồn từ một số hình thức vô tín và nghi ngờ. Trong Hebrews chương 3 câu 12. Hỡi anh em hãy giữ lấy kẻo trong anh em có ai có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Môi-se đã tìm cách khuyến khích dân Israel nhắc nhở họ về sự hiện diện và sự hướng dẫn ngày và đêm của Đức Giê-hô-va. Đám mây vinh quang Shekinah trên nơi chí thánh tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và bất cứ khi nào đám mây di chuyển, dân Israel đã đi theo Chúa. Tại sao Ngài lại hướng dẫn họ vào trong một nơi thất bại? Không bao giờ, và cũng không cần phải suy nghĩ về điều đó. Chính sự trung thành trong quá khứ lẽ ra phải kích thích sự tin tưởng, sự vâng lời trong hiện tại. Nhưng thực tế là nó nói lên cái sự thiếu tin tưởng và sự cứng lòng của họ đã lún sâu đến mức độ nào. Tức là bởi sự vô tín, bởi sự thiếu tin tưởng mà họ càng lòng vòng trong đồng vắng. Thì Chúa không có phải dẫn họ đến sự thất bại. Mặc dầu trong sự hiện diện của Chúa, trong cùng với sự hiện diện của Chúa, có trụ mây vô trụ lửa này, nhưng 38 năm đối với thế hệ đã ngã chết đó là một cuộc đời thất bại. Caleb là một người có đức tin, người không lo lắng về quy mô của vấn đề, bởi vì ông tin tưởng vào một Đức Chúa Trời vĩ đại. Câu hỏi trong cuộc sống không phải là vấn đề lớn đến mức nào hoặc tôi to lớn bao nhiêu, nhưng Đức Chúa Trời của tôi lớn lao đến mức độ nào và chúng ta có nhận biết nó không? Đây là một trường hợp khác mà có một báo cáo đa số và một báo cáo thiểu số. Và đó là một báo cáo thiểu số đã đúng. Hãy nhớ rằng Noe chiếm thiểu số và người đã thoát khỏi ý kiến của đám đông. Đa số đã nhìn thấy sự tuyệt vời của đất hứa, nhưng họ đã nhìn thấy những sự khó khăn vượt trội và ngoài những điều này ra họ không thấy gì cả. Còn nhóm thiểu số đầu tiên nhìn thấy Đức Giê-hô-va, sau đó vượt trội hơn và cuối cùng là vượt qua những khó khăn. Sự khác biệt cốt yếu là theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Còn những sự cản trở, bạn chắc chắn đã thấy chúng, nhưng chúng trở thành hư không khi mà bạn đặt Chúa đầu tiên. Hãy hướng mắt về Chúa Giê-xu, hãy nhìn chăm chú lên Ngài bởi lời kinh thánh tuyệt vời, đó chính là ngôi lời, là chính là Ngài. Và hãy bám vào đó và mọi vật trên đất sẽ mờ nhạt đi một cách kỳ lạ dưới sự vinh hiển, ánh sáng vinh quang của Ngài và bởi ân điển. Israel có phải là một dân tộc vĩ đại không? Không phải, nhưng họ được yêu thương bởi Đức Chúa Trời vĩ đại. Đấng đã làm những điều tuyệt vời cho họ và do đó đã đưa họ đến những thành tựu kỳ diệu. Đừng nhìn vào Chúa qua các hoàn cảnh, nhưng hãy nhìn qua Chúa từ góc nhìn của Chúa mà nhìn vào các hoàn cảnh.
Môi-se nhớ lại sự ăn năn, nửa vời và âm mưu đi đánh trận vô ích của dân Israel. Câu 41-46. Lúc đó các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dại dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: hãy nói cùng dân sự chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù địch đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo kéo đi lên núi. Bây giờ người Amorit ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Seir cho đến Hotma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Kade lâu ngày, nhiều ngày đến biết dường bao. Chúng ta đã phạm tội cùng Chúa, chúng tôi sẽ đi lên chiến đấu. Sau khi nghe những hậu quả của việc họ từ chối Đức Chúa Trời, Israel đã thay đổi ý định. Tuy nhiên, họ ra đi bằng xác thịt chứ không phải bằng đức tin, vì Đức Chúa Trời đã không dẫn dắt họ. Chúng ta biết là lúc đấy là họ nổi loạn, xong Chúa bảo các ngươi sẽ ngã chết trong đồng vắng, không có vào đất hứa nữa. Thay vì họ ăn năn, họ ăn năn mặc bao gai 3 ngày, thì họ nói rằng thôi, thế thì chúng tôi sẽ đi lên chiếm đất hứa, mà Chúa chưa sai thì họ đã đi. Đó là lý do thất bại. Chống lại mạng lệnh của Chúa. Và cái điều này cũng nói rằng không phải là hễ ăn năn mà được, mà đây là sự chờ đợi. Đây là sự chờ đợi. Không phải 3 ngày mà có thể là chờ đợi đến khi Chúa có thể thay đổi chăng? Còn nếu không thì phải chịu. Nhưng mà cái hành động của họ ra đi là sai. Và để cho chúng ta tránh là ăn năn cũng theo xác thịt ấy, chúng ta cứ tưởng nói là được, chứ cứ tưởng làm là được, mà chúng ta không biết cái tín hiệu từ Chúa như thế nào. Họ chống lại mạng lệnh của Chúa. Họ đã làm điều này giữa sự ăn năn, và được cho là họ đã làm rồi. Nỗi buồn của họ không phải là nỗi buồn của Đức Chúa Trời, mà là nỗi buồn của họ trải dài hơn 40 năm trong đồng vắng. Do đó Đức Chúa Trời đã nhìn thấu sự ăn năn nông cạn của họ, họ phải trả giá. Những người Amorit sống trong ngọn núi đó đã chống lại và đuổi theo các ngươi như bị ong đuổi vậy. Điều này làm cho thấy nỗ lực chào mời vô ích của họ đã kết thúc trong thảm họa như thế nào. Sau thất bại toàn diện, họ khóc và than. Nhưng một lần nữa, điều này là do hậu quả của việc bị bắt, không phải là vì làm đau lòng Đức Chúa Trời, vì tội lỗi của họ, vì sự không tin của họ vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Môi-se đang xem lại cuộc hành trình của con cái Israel và giải thích rất nhiều điều, giảng giải nhiều điều đã xảy ra. Ông bắt đầu ôn lại cho dân sự. Tất cả thế hệ giờ đó đã chết, ngoại trừ Caleb và Joshua. Ông đang chuẩn bị cho thế hệ mới vào đất hứa và luyện tập học lại kinh nghiệm của cha ông, của họ, để họ có thể thu lợi từ những điều đó lớn hơn và để đừng lặp lại những thất bại. Brian Bain thì nói rằng, tại sao lại có cuốn sách phục truyền này? Bởi vì họ mất trí nhớ, bởi vì con người vốn mắc bệnh hay quên. Bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện về ba người chị em đáng trí sống với nhau chưa? Tôi tạm đổi cái tên đó là, thay vì tên nước ngoài nó khó nhớ đấy. Đó là An, Nhàn và Hạ, ba người chị em này. Câu chuyện về ba người này. An thì thông báo rằng cô sẽ lên trên lầu để tắm bể xà bông. Và cô ta đổ đầy bồn tắm, đưa một chân vào trong bể rồi quên mất mình đang vào bồn tắm hay là đi ra khỏi. Cô ấy đã gọi cho Nhàn đến để giúp đỡ. Nhàn bắt đầu đi lên cầu thang. Khi bước lên cầu thang rồi không nhớ là mình đi lên hay là đi xuống. Rồi đến lúc là Hạ ấy, thì lắc đầu than thở, bảo hai chị em gái của tôi toàn là quên. Nói xong rồi Hạ cuối cùng ấy cô quên luôn. Tất cả chúng ta đều có những lúc hay quên, mà quên chết người. Đôi khi nó có thể làm tê liệt chúng ta và không cho chúng ta tiến lên phía trước. Để chúng ta đến được nơi cần đến, thì chúng ta cần nhớ nơi chúng ta đã từng có mặt là, đã từng ở đâu, chúng ta đã từng là ai. Đó là lý do tại sao dân Israel cần sách phục truyền. Nó nhắc nhở cho họ về quá khứ, họ từng là ai và về những thất bại mà đây chuẩn bị cho tương lai của họ. Thế hệ mới của những kẻ lòng vòng trong sa mạc sắp vào miền đất hứa. Nhưng trước khi có thể tiến bước lên thì họ cần phải nhớ lại và khắc sâu trong tâm trí, trong tấm lòng những di sản quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho họ. Khi họ suy gẫm về sự thành tín của Đức Chúa Trời, họ sẽ xây dựng đức tin cho tương lai. Thi Thiên 103 câu 1 đến câu 5 nói rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là ngày tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngày trong miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. John Philip có một phần giới thiệu thú vị về trong cuốn Thiên Lộ Trình. John Bunyan ở trong phần thứ hai của tác phẩm của ông kể về cách Christiana và các chàng trai của cô đã muộn màng bắt đầu đi theo Christian trên con đường hành hương đến thành phố trên trời như thế nào. Khi đến trong tầm nhìn của thung lũng đáng sợ đó, nơi mà một số thời gian trước Christian đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với quỷ Apollon hung ác, đáp lại với câu hỏi của cậu bé Samuel của một ông Great Heart, cái chữ này có nghĩa là một tấm lòng nhân hậu, ông này tên là Nhân Hậu, là những người bạn đồng hành của Christian và các cậu bé của anh. Câu trả lời là cha của anh đã có trận chiến đó với Apollyon
quỷ Apollyon tại một điểm mà ngay trước mắt chúng tôi, ở trong một lối đi hẹp ngay bên ngoài màu xanh lục hay quên. Và quả thực, nơi đó là một nơi nguy hiểm nhất ở trong tất cả các tình tiết này. Một trong những cuốn sách của mình, Borham, liên hệ sự việc này với sách Phục truyền luật lệ ký và gợi ý rằng, xét về bản chất của Phục truyền luật lệ ký, một tiêu đề tốt hơn, cái tên của nó sẽ là Mối nguy hiểm của màu xanh lục hay quên. Vì sách Phục truyền luật lệ ký bao gồm một loạt những địa chỉ của Môi-se cảnh báo cho dân Israel mà ông sắp chia tay, để cho dân Israel đừng có đãng trí, đừng có hay quên. Hãy coi chừng kẻo mà các ngươi quên, Môi-se lặp đi lặp lại cái câu này, các ngươi phải nhớ. Hai cảnh báo này chạy giống như một điệp khúc từ trang này sang trang khác của sách Phục truyền luật lệ ký. Hãy chú ý đến chính mình và hãy siêng năng, hãy giữ tâm hồn mình kẻo quên những điều mắt mình đã thấy, như Phục truyền 4 câu 9. Chỉ hãy giữ lấy ngươi lo canh cẩn thận linh hồn mình, hay ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi. Phải dạy cho các con và cháu ngươi khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Chương 4 câu 23. Chương 4 câu 15. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy, cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Phục truyền chương 5 câu 15. Và bây giờ là Phục truyền chương 6 câu 12. Khá giữ lấy mình kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Chương 8 câu 2. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi đặng biết điều có ở trong lòng ngươi và hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Chương 8 câu 11. Ngươi khá cẩn thận e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Chương 8 câu 18. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Chương 9 câu 7. Hãy nhớ lại chớ quên rằng trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, từ ngày ra khỏi xứ Ai Cập cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chương 24 câu 9. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Miriam dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Chương 25 câu 17. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Như vậy là hãy nhớ, đừng quên. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem tóm tắt một chút có 7 lần mà Môi-se đã tức giận. Lần thứ nhất là khi rời Pharaoh lần cuối cùng. Xuất Ai Cập ký chương 11 câu 8 và câu 9. Này quần thần của bệ hạ sẽ xuống cùng tôi sấp mình trước mặt tôi mà rằng ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi. Đoạn tôi sẽ đi ra. Môi-se bèn lui đi khỏi Pharaoh lấy làm giận lắm. Và ông nổi giận khi dân sự Israel làm bầm bởi vì xác thịt trong Xuất Ai Cập ký chương 16 câu 20. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai, tức là dư mana đấy, thì sâu hóa ở trong vật xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Lần thứ ba là khi Israel phạm tội bằng cách làm con bỏ vàng. Xuất Ai Cập ký chương 32 câu 19 đến 22. Thì ở đây đọc cái phần mà khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng trứng khỏi tay mình, bẻ ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Môi-se bèn nói cùng Aaron rằng, dân này làm chi anh mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy. Aaron đáp rằng, xin Chúa tôi đừng nổi giận, Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Khi Aaron thất bại về việc hành lễ ở trong tội lỗi, và lúc mà con trai của Aaron chết, Lê-vi ký chương 10 câu 16, và Môi-se tìm con dê được dùng làm của lễ chuộc tội thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Eleasa và Ithamar, hai con trai của Aaron. Thì đó là lúc mà Môi-se nổi giận. Và lần thứ năm đó là khi Israel làm bầm trong xác thịt lần thứ hai, dân sự ký chương 11 từ câu 10 đến 15. Vậy Môi-se nghe dân sự khóc mỗi người ở trong nhà mình tại nơi cửa trại mình, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng. Và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó. Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, sao Ngài làm cho tôi tớ ngày buồn, sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài, và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi. Tôi há có thọ thai dân này sao, há có sanh đẻ nó sao, mà Ngài lại phán biểu tôi rằng, hãy ẵm dân này trong lòng ngươi như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú, cho đến sự mà Ngài có thể hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này, bởi vì họ khóc về tôi mà rằng, hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thể một mình gánh hết dân sự này, vì thật là nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi.
và lần thứ 6 đó là khi Cô-rê nổi loạn và Đa-than cùng Abiram không chịu vâng lời. Dân Số Ký chương 16 câu 15. Môi-se nổi giận lắm thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó." Lần thứ 7 là khi các tướng tá quân đội không vâng theo mạng lệnh giết tất cả những người Madian trong Dân Số Ký chương 31 câu 14. Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là các quan tướng 1000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. Bạn thân mến, bạn có đang lòng vòng trong cái gọi là vòng tròn của đồng vắng ngày nay hay không? Có lẽ bạn đã không vâng lời Đức Chúa Trời trong một số lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn nếu bạn đã từng rời bỏ tình yêu ban đầu của mình vào một thời điểm nào đó. Khải Huyền chương 2 câu 4. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Sau đó, hãy nhớ lại, hãy ăn năn và quay trở lại như lời Chúa Giê-xu đã cảnh báo hội thánh tại Ê-phê-sô. Khải Huyền chương 2 câu 5. Chúng ta cần nhớ rằng khi học Cựu Ước, đất nước Israel thường là một bức tranh đau buồn về xác thịt sa ngã, và chúng ta cũng có xác thịt sa ngã như chính Israel vậy. Vì vậy, điều tốt là không chỉ chúng ta đọc về những sai lầm của Israel mà còn để ý đến lời cảnh báo về những sai lầm của họ. Vì những điều này đã xảy ra với họ như một ví dụ, một sự làm gương, một lời cảnh báo. Ở trong 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 6 và câu 11 ấy, thì có chữ thupos là những lời cảnh báo ấy, làm gương, và chúng được viết để hướng dẫn chúng ta. Chữ nuthesia là hướng dẫn, là khuyên nhủ, cũng là 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 11. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những kẻ ở gần cuối cùng các đời. Bạn có cần phải sửa sai trong cuộc hành trình của cuộc đời của mình hay không? Nếu lời Kinh Thánh và Thánh Linh rõ ràng bảo bạn phải sửa sai, hãy thú nhận và hãy ăn năn. Hãy quay mặt trở lại với Chúa, đừng trở mặt mà hãy quay mặt trở lại. Thật buồn biết bao khi 38 đến 40 năm trôi qua và chỉ sau đó bạn mới nhận ra rằng bạn đã bỏ lỡ hết điều tốt nhất của Chúa cho cuộc đời của mình. Vì sự ngoan cố, cố ý không vâng lời, Israel đã phải trả giá rất đắt cho cuộc nổi loạn của họ. Cuộc hành hương tâm linh của bạn hay là linh trình của bạn có thể kéo dài và bạn có thể phải đối mặt với đau đớn, chán nản và khó khăn. Tất cả nằm ở nơi bạn. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa không chỉ cố gắng giữ cho bạn sống sót, Ngài muốn chuẩn bị cho bạn cuộc sống để phục vụ và tận hiến cho Ngài. Dân Israel được Môi-se hướng dẫn vượt biển đỏ, họ có ý thức vượt biển đỏ nhưng kết thúc trong đồng vắng. Vượt biển đỏ đó là người nhờ bữa ăn của lễ vượt qua dân sự. Nhưng mà còn vượt sông Giô-đanh ấy, đó là những người bước đi trong sự chiến thắng khải hoàn về những điều Chúa Giê-xu Christ Ngài đã làm. Về sự Ngài đã chết, Ngài đã chịu chôn 3 ngày và Chúa Giê-xu Ngài đã sống lại. Là những người có tấm lòng tin cậy, vâng lời và đầu phục Chúa, chứ không phải là những người mà có ý thức sống sót trong đồng vắng. Như vậy thì vượt biển đỏ đó là người vượt qua, nhưng mà vượt sông Giô-đanh ấy, đó là người chiến thắng khải hoàn, là người được ân điển của Chúa vô cùng về kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu. Và như chúng ta có thể nói rằng, như ở trong 1 Cô-rinh-tô 15 ấy, thì nói rằng là: "Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết đó là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi đó là luật pháp. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta." Vượt sông Giô-đanh ấy, đó là ý thức mà chúng ta luôn ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời bình an dày đạp của Satan ở dưới chân của chúng ta. Vượt sông Giô-đanh ấy, đó là ý thức mà như sứ đồ Giăng nói rằng Chúa Giê-xu Ngài đến để hủy phá những công việc của ma quỷ. Và chúng ta cầu nguyện và xin Chúa cho sáng hôm nay chúng ta nhận ý thức đó hơn là chúng ta chỉ học thuộc và công bố những lời đó như là nói vẹt mà thôi. Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhớ, chúng ta đang học mài dao nhé. Đức Chúa Trời mài gươm để mà chống lại kẻ ác, chúng ta có cùng mài dao không? Mài dao có nghĩa rằng là chúng ta học bài hôm qua, nhưng bài hôm nay sẽ lật ngược lại bài hôm qua. Điều này tôi muốn nói rằng có nghĩa là học thuộc lời Chúa rất là cần và quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ học thuộc và đọc đi đọc lại thì sẽ giống như con vẹt. Và xin Chúa cho chúng ta có một ý thức là không phải là chỉ mà công bố về lời của Ngài thôi, mà xin Chúa cho ý thức của sự chiến thắng khải hoàn, của điều mà công việc Chúa Giê-xu Ngài đã làm cho chúng ta ấy, đó là sự sống phục sinh của Ngài đã làm cho chúng ta rồi. Sự sống phục sinh đó đã làm cho chúng ta rồi. Sự chết đã bị thua rồi, không còn có sợ hãi nữa, và những xiềng xích đã được cởi trói, đã tháo gỡ ra nhờ quyền năng sống lại của Chúa. Và nhờ sao? Nhờ anh chị em, nhờ chúng ta có thể tháo gỡ cho nhau, giống như trường hợp Chúa Giê-xu nói với Lazarơ ấy: "Hãy mở trói cho người và để cho người đi." Xin quyền năng phục sinh này của Chúa, xin ý thức này ở trên chúng ta. Chúng ta sẽ không là những người chạy trốn, sẽ không là những người bỏ mạng. Xin Chúa ban ân điển để cho chúng con không là những người bỏ mạng ở trong đồng vắng, và thúc giục và thức dậy không bởi quyền thế, không bởi năng lực, nhưng bởi thần của ta.
Thế hệ trẻ, lớp trẻ, xin Chúa cho con cái, con trẻ của chúng con được dự phần vào. Vì nếu chúng nó không dự phần vào, những con trẻ, những con cái của những người mà chúng ta tưởng rằng không được ấy, đó là những con người hư mất mà như chính chúng ta đã từng như vậy, họ sẽ được đến với Chúa. Nhưng mà lớp trẻ chắc chắn sẽ được đến với Ngài. Thi Thiên 110 nói rằng ấy, những người trẻ tuổi sẽ đến cùng Chúa, những kẻ trẻ tuổi mặc trang sức thánh sẽ đến cùng với Ngài, sẽ đến cùng với Ngài. Lớp trẻ Chúa sẽ cho trỗi dậy là những lớp mà khải hoàn, vượt qua đồng vắng, đi qua sông Giô-đanh. Và đó là ý thức. Xin Chúa Ngài ban ơn, xin Chúa Ngài thương xót và cho chúng con được nhìn một cách mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Con cầu nguyện chúc bình an trên dân sự. Chúa, xin chiếu sáng, xin rửa sạch, xin làm mới, xin ý Cha được nên, xin danh Cha được tôn thánh, xin nước Cha được đến và xin cho chúng con có thể được nói, được cùng với Ngài và được học vào nơi Ngài là đấng phán rằng đồ ăn của ta đó là làm theo ý của Cha ta và làm trọn công việc của Ngài. Chỉ một mình Chúa Giêsu làm trọn công việc của Cha. Môi-se đã không làm được. Môi-se đã có ý thức của sự vượt qua hay là đã truyền lại cho dân sự Israel hướng dẫn họ giữ lễ vượt qua nhưng mà kết thúc trong đồng vắng. Chúa Giêsu làm trọn công việc vượt sông Giô-đanh và đó là giai đoạn khó. Đó là giai đoạn khó vượt sông Giô-đanh. Giê-rê-mi thì nói rằng ngươi chạy thi với người đang còn mệt huống gì mà chạy đua được với ngựa. Làm sao mà chạy đua được với ngựa? Khi nước sông Giô-đanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta là những người mà cùng với giống như sứ đồ Giăng ấy, ông nhìn lên trời, thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa đó gọi là đấng trung tín và chân thật và Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, ở trên đầu Ngài có đội nhiều mão triều thiên là nhiều đia đẹp ấy. Và ở trong miệng Ngài có một thanh gươm. Ngài mặc áo nhúng trong huyết và trên đùi Ngài thì có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Các đạo binh ở trên trời cũng cưỡi ngựa bạch và mặc áo vải gai mịn mà đi theo Ngài. Các đạo binh ở trên trời. Đó là hình ảnh. Hallelujah. Xin Chúa Ngài cho chúng con được có cái góc nhìn từ nơi Chúa, có góc nhìn từ nơi Chúa Giêsu, từ nơi Ngài. Học cái góc nhìn này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng sự biết ơn lên cho Ngài.